Vừa qua tại huyện Côn Đảo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng doanh trại tiểu đoàn công binh 792 và nhà ở công vụ lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo. Công trình doanh trại tiểu đoàn công binh 792 được triển khai xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nguồn ngân sách quốc phòng, kinh phí 50 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nhà ban chỉ huy tiểu đoàn, hội trường, nhà ở các đại đội, nhà xe, nhà kho. Giai đoạn 2 bằng nguồn ngân sách địa phương gồm các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như cổng, hàng rào, nhà ăn, nhà bếp, vọng cát, hệ thống cấp điện, nước, khu thể thao, kinh phí xây dựng 40 tỷ 900 triệu đồng. Với tổng diện tích xây dựng hơn 6.500 m², công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn công binh 792 có nơi công tác khang trang, đảm bảo tốt để đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện. Công trình nhà ở công vụ lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo được khởi công vào tháng 3 năm 2016, gồm 2 khối nhà 3 tầng với 64 căn hộ, diện tích xây dựng hơn 2.000 m², tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương.